Chào tất cả các bạn, chúng ta lại đến với chuyên mục giải đáp với môn toán. Hôm nay bạn Dinh Nhữ có hỏi mình một bài như này: yêu cầu giải phương trình 1/2 log cơ số căn 2 của x cộng 3 cộng với 1/4 nhân với log cơ số 4 của x trừ 1 tất cả mũ 8 bằng log cơ số 2 của 4x. Bạn hỏi mình bài này, cách làm của cái bài này. Thế thì trả lời bạn như này. Bạn nhìn thấy là ở đây mình thấy có cơ số căn 2 này, cơ số 4 này, cơ số 2. Vậy thì cái phương trình này mình chắc chắn là mình sẽ đưa về cái cơ số 2 rồi. Đúng không nào? Đấy là cái đầu tiên. Và ở đây mình thấy đã đưa hết về cơ số 2 những cái 1, 2, 1, 4 này. Mình sẽ phải xử lý, không được phép để nó ở ngoài này. Đấy chứ nào? Không được phép để ở ngoài này. Vậy thì để giải phương trình log thì bước đầu tiên mình phải đặt điều kiện cho nó thôi. Điều kiện ở đây là gì? Điều kiện ở đây là x cộng 3 ở đây làm sao? X cộng 3 ở đây lớn không? Vì cái cơ số luôn thỏa mãn rồi. Tiếp tục. Ở đây mình thấy rằng x trừ 1 mũ 8 này luôn luôn lớn hơn bằng 0. Mà cái biểu thức dưới log này không được phép bằng 0. Vậy chỉ ở đây chỉ cần là x trừ 1 khác 0 thôi. Bạn nào làm quen rồi, thạo rồi thì chỉ cần viết ngay x khác 1 cho nhanh. Tiếp tục ở đây 4x ở đây là phải lớn hơn 0. Vậy thì suy ra x ở đây sẽ phải lớn hơn 0. Thế nào? Giải điều kiện này ra xem sao. Ở đây là x lớn hơn trừ 3. X khác 1. Và đây x lớn 0. Cho giao các điều kiện này lại thì các bạn hoàn toàn các bạn biết cách làm rồi. Vậy đây suy ra điều kiện cuối của nó sẽ là x thì lớn 0 và khác 1. Ok. Xong, bây giờ mình ký hiệu đây là phương trình 1 chẳng hạn. Để lát nữa nếu cần thì mình gọi. Thế thì phương trình 1 nó sẽ tương đương với gì? 1 sẽ tương đương với gì? Các bạn để ý ở đây thấy căn 2. Căn 2 chính là bằng 2 mũ 1 phần 2 đúng không nào? 2 mũ 1 phần 2 thì các bạn đưa cái 1 phần 2 ra ngoài. Tức là 1 chia cho 1 phần 2. Mà 1 chia 1 phần 2 thì cái 2 nó bật lên trên tử. Thì nó 2 đấy và 2 dưới mẫu này nó triệt tiêu đi. Thì lúc này nó chỉ còn là loga cơ số 3, à cơ số 2 của x cộng 3. Tiếp tục cái chỗ này thì giải quyết thế nào đây? Các bạn thấy rằng đây là 4 thì bằng 2 mũ 2. Đúng không? 4 thì bằng 2 mũ 2. Vậy 2 đưa ra ngoài. 2 đưa ra ngoài thì nó bằng 1 phần 2. Đúng không nào? Và 1 trên 2. Vậy đây nó sẽ là 1 trên 8. Đây sẽ là 1 trên 8. 1 trên 8 thì các bạn nhìn lại thấy 8 này các bạn đưa được ra ngoài nữa. Đúng không nào? 8 này các bạn đưa ra ngoài thì 8 và 8 dưới này nó là hết. Thì lúc này nó chỉ còn là cộng với loga cơ số 2 của giá trị tuyệt đối của x trừ 1. Đấy. Tại sao lại phải có dấu giá trị tuyệt đối của x trừ 1 ở đây? Vì các bạn thấy rằng lúc nãy mình nói với các bạn ở đây là mũ chẵn thì luôn luôn lớn hơn bằng 0 đúng không nào? Thì mình đã cho x trừ 1 khác 0 rồi, vậy thì nó không thể bằng 0 ở đây được nữa. Thế nhưng mà x trừ 1 ở đây nó có thể là âm. Bởi vì là sao? Bởi vì điều kiện của mình lúc này nó chỉ có x thì lớn 0 thôi. X thì lớn 0, ví dụ như mình có x bằng 1 phần 2 chẳng hạn. Thì 1 phần 2 trừ 1 đây nó âm. Âm chính như vậy là cái biểu thức dưới loga nó không được phép âm. Chính thế các bạn phải đưa cái dấu giá trị đối vào đây vào. Để chưa nào? Để cho nó luôn dương. Bằng. Ở đây là loga cơ số 2 của 4x. Loga cơ số 2 của 4x thì các bạn cứ viết y nguyên thôi. Bởi vì mục đích này mình đang đưa về loga cùng cơ số. Mình thấy hết cùng cơ số rồi đúng không nào? Và bây giờ áp dụng quy tắc thôi. Đây là tổng của hai loga cùng cơ số rồi. Thì đây sẽ bằng loga cơ số 2 của x cộng 3 nhân với giá trị đối của x thì trừ 1. Các bạn cứ làm lần lượt như này thì nó không ngờ nó sai. Bằng loga cơ số 2 của 4x. Rồi. Hai cái loga cùng cơ số bằng nhau, vậy thì biểu thức dưới dấu loga phải bằng nhau. Rất đơn giản. X cộng 3 nhân với giá trị đối của x trừ 1. Cái này bằng 4x. Đấy. Ok chưa nào? Vậy bây giờ mình giải lần lượt thôi, chẳng có gì khó khăn cả đúng không nào? Bây giờ mình xét các trường hợp. Đương nhiên là đây x không bằng 1 được nữa rồi, đúng không nào? Vậy ở đây các bạn phải xét trường hợp là x thì lớn 1 này. X lớn hơn 1 này. X lớn 1 nhá. Và tiếp tục
đây là cái điều kiện phát sinh thôi. Các bạn nhìn vào cái điều kiện trên này nữa, mình kết hợp luôn để lát nữa đỡ phải quay lại nhìn. Không nhỏ hơn x và khác 1. Thì ở đây x lớn 1 này, x lớn 0, vậy thì lúc này điều kiện lúc này mình chỉ còn lấy là gì? Là x lớn hơn 1 thôi, đúng không nào? Vậy suy ra x lớn hơn 1. Vì x lớn 1 vừa thỏa mãn lớn 0 mà vừa thỏa mãn là khác 1 rồi. Vậy cái điều kiện đây là x khác 1. Mình ký hiệu đây là phương trình 2. Phương trình 2. Vậy thì phương trình 2 sẽ tương đương với gì? 2 sẽ tương đương với lớn hơn 1 rồi thì thỏa mãn cái này luôn dương rồi. Vậy ở đây sẽ là x cộng 3 nhân với x trừ 1. Mình nhân phá ngoặc ra luôn để thành là x bình phương trừ x cộng 3x thì cộng 2x trừ đi 3 và bằng 4x. Tương đương với gì? X bình giữ nguyên này, 4x chuyển sang đây thì đây trừ 2x trừ đi 3 và bằng 0. Đây là dạng a cộng b trừ c bằng 0 như rồi, đúng không nào? Vậy suy ra có hai nghiệm, một nghiệm bạn lấy máy tính mà giải nhá, một nghiệm x bằng trừ 1 và một nghiệm x bằng trừ c trên a tức là bằng 3. Đấy, bây giờ so sánh với điều kiện đây x lớn 1 đúng không, và ở đây mình loại cái này làm sao thỏa mãn. Vậy với cái trường hợp này thì nó sẽ có một nghiệm là x bằng 3. Rồi tiếp tục bây giờ mình xét sang cái trường hợp thứ hai là khi x nhỏ hơn 1, đúng không nào? Khi x nhỏ hơn 1 thì cái biểu thức dưới dấu giá trị đối này nó âm, x gì nhỏ hơn 1 và điều kiện ban đầu là không nhỏ hơn x và khác 1. Vậy thì cái điều kiện cuối ở đây nó sẽ là gì? Suy ra x nhỏ hơn 1 này, nhỏ hơn 1 thì đương nhiên khác 1 rồi, vậy đây sẽ là không nhỏ hơn x và nhỏ hơn 1. Các bạn để ý hôm nay cái chất lượng video nó sẽ rất là thấp, rất là dung. Không biết ở chỗ các bạn nào nhưng mà hôm nay ngày 28 tháng 7 ảnh hưởng với bão, cơn bão số 1 rất là to, gió thổi vù ở đây cả. Thì các bạn thông cảm nó rất là dung. Rồi có điều kiện rồi thì các bạn lại đưa phương trình xuống thôi. Phương trình 2, 2 sẽ tương đương với gì? Bạn chỉ việc đặt cái dấu trừ ra trước, đúng không nào? Sẽ là đấy nhá, các bạn dựa luôn vào cái phương trình này. Các bạn thêm cái dấu trừ trước của cái ngoặc này là xong, đúng không nào? Còn nếu không thì bạn đưa dấu trừ ra, các bạn lại nhân ra thì nó vẫn thế thôi, không khác gì cả. Sẽ là trừ x bình phương, trừ x bình phương trừ 2x cộng 3 bằng 4x tương đương với gì? Biến đổi nào, đây sẽ là trừ x bình phương, mình viết luôn đổi dấu luôn nhé, đây sẽ là x bình phương cộng 6x và trừ 3 bằng 0. Rồi, thế các bạn bấm máy tính ra, nghiệm với phương trình này bằng bao nhiêu? 6 chia 2 bằng 3, 33 là 9, trừ DAC tức là cộng 3 bằng 12. 12 sẽ bằng là 2 căn 2. 2 căn 2 vậy thì nó sẽ là, nghiệm sẽ là trừ 3, trừ 3 cộng trừ 2 căn 2. Nhá. X sẽ phải bằng trừ 3 này, cộng với 2 căn 2 chia cho a bằng 1 rồi. Một nghiệm nữa, x gì bằng trừ 3 trừ đi 2 căn 2. Đấy, các bạn xem là cái này nó có thỏa mãn không, hay là lớn không và nhỏ hơn 1. Thì 2 căn 2 thì bằng 1,4, căn 2 thì bằng 1,4, 1,4 nhân 2 thì bằng 1,8, 2,8, 2,8 mà trừ đi 3 thì bằng âm 0,2, âm rồi, thằng này âm rồi, vậy đây loại, đúng không? Không thỏa mãn, loại, được chưa? Vậy nghiệm của phương trình của bạn hỏi đây là gì? Áp số chỉ có một nghiệm x bằng 3, vậy là xong. Đấy, thì bạn về bạn xem giải lại cái phương trình này xem là các bước là ổn chưa? Mình làm kết quả nó đã đúng không? Thì các bạn comment cho mình bên dưới để có gì mình chỉnh sửa nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.